Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Với chủ đề dược liệu, hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu lá sen khô những ai không nên sử dụng. Nếu như bạn quan tâm thì Trang có 4 phần chính muốn chia sẻ đến bạn và hy vọng mỗi phần chính này sẽ giúp ích cho các bạn hiểu đầy đủ hơn về lá sen khô, từ công dụng, cách dùng và những ai không nên sử dụng và sử dụng như thế nào để tốt nhất cho sức khỏe. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên đó chính là công dụng của lá sen khô là gì? Thì nói một xíu về lá sen các bạn nhé. Thì dường như tất cả các bộ phận trên cây sen đều được sử dụng để làm thuốc. Và đây là một trong những loại dược liệu rất là tốt cho sức khỏe. Thì lá sen, nếu như bạn mà nghe cái tên khác như là hà diệp thì các bạn cũng đừng quá ngạc nhiên nha. Thì nó cũng là lá sen đó. Thì được sử dụng trong đông y rất là lâu rồi các bạn nhé. Thì nó có vị đắng, tính hơi chát. Và cái vị đắng này là do các alkaloid trong lá sen nó tạo nên. Ngoài ra thì nó còn có chứa 16 loại flavonoid rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tăng cường hệ thống miễn dịch, chống oxy hóa và đẩy lùi các gốc tự do. Ngoài ra thì nó còn có các hợp chất như là quercetin, cacotin, beta-sitosterol, các axit hữu cơ và các nguyên tố vi lượng khác. Thì bạn thấy rằng sử dụng lá sen khô hay là lá sen tươi nó mang đến rất nhiều những cái tác dụng, và cụ thể xét trên hai trường hợp. Một là theo y học cổ truyền hay còn gọi là đông y đó, và thứ hai là y học hiện đại. Thì điểm nhanh cùng với Trang nhé. Đầu tiên là xét theo cái góc độ của y học cổ truyền hay còn gọi là trong đông y. Thì lá sen có vị đắng hơi chát nhưng mà nó tính mát các bạn nhé. Nó giúp cho bạn hạ nhiệt, chữa phù thủng máu tụ nè, đồng thời nó sẽ cầm máu rất là hiệu quả. Cụ thể trong những cái trường hợp như là bị băng huyết nè, chảy máu cam, đại tiện ra máu, nôn ra máu, hay là bạn bị miệng khát, môi khô đó, bạn cũng có thể sử dụng. Ngoài ra thì những ai gặp phải tình trạng như là tâm phiền hoặc là stress, hoặc là bạn muốn giảm cân, thì người ta còn sử dụng lá sen để an thần, giúp cho ngủ ngon hơn. Nhưng mà tác dụng an thần từ lá sen dường như nó không điển hình, nó không có vượt trội đó các bạn nhé. Có nghĩa là nó không bằng so với cái tâm sen. Thì đó là những cái tác dụng trong y học cổ truyền và người ta sử dụng từ xưa đến nay với những cái mục đích đó. Còn thứ hai đó chính là trong y học hiện đại, thì các nhà khoa học nghiên cứu những cái thành phần hoạt chất trong lá sen, người ta thấy rằng lá sen có tác dụng giảm lipid máu, có nghĩa là nó giảm cholesterol xấu, tăng cường cholesterol có lợi, tốt cho sức khỏe của các bạn. Và nó sẽ giúp cho bạn bảo vệ những cái thành mạch, hạn chế xơ vữa. Thì từ đó nó cũng sẽ hạn chế những cái nguy cơ về đột quỵ hay là những cái vấn đề về tim mạch. Tiếp đến là nó sẽ giúp cho bạn ổn định huyết áp rất là tốt, bằng cách là nó sẽ hạ huyết áp các bạn nhé. Cho nên là những người huyết áp cao thì bạn có thể sử dụng lá sen, nhưng mà không sử dụng cùng lúc cùng với thuốc điều trị cao huyết áp, cách xa ít nhất là 2 đến 4 tiếng đồng hồ các bạn nhé. Tiếp đến đó chính là những ai gặp phải những cái tình trạng như là mụn nhọt nè, u nhọt trên cơ thể, hoặc là mụn nè, hoặc là những cái vấn đề về lở ngứa, thì bạn cũng có thể sử dụng lá sen. Thì nó giúp cho bạn kháng viêm kháng khuẩn rất là tốt. Ngoài ra thì nó còn giúp cho bạn tăng cường bảo vệ những cái tế bào gan, tăng cường chức năng gan cho bạn. Một tin vui cho những ai muốn giảm cân mà sử dụng lá sen để bạn sắc với nước sử dụng đó, thì cái hiệu quả giảm cân rất là tích cực tại nhé. Bởi vì nó sẽ ức chế việc hấp thụ các chất đưa vào cơ thể, đồng thời nó sẽ tăng cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể và cung cấp cho bạn một lượng chất xơ nữa. Cho nên là nó sẽ giúp cho bạn cải thiện về cân nặng, giảm mỡ thừa rất là hiệu quả. Và muốn giảm cân thì lúc nào Trang cũng khuyên mọi người là dinh dưỡng, nghỉ ngơi và luyện tập phải thích hợp thì mới mang đến cái hiệu quả giảm cân như mong muốn. Thì đó là những cái tác dụng vượt trội mà lá sen mang đến, các bạn có thể sử dụng cho mình. Như vậy là chúng ta thấy rằng lá sen mang đến rất nhiều những cái lợi ích cho sức khỏe. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai cùng với Trang nha. Cách nấu lá sen như thế nào?
Khi bạn đã biết được công dụng rồi thì bây giờ bạn muốn nấu lá sen để sử dụng cho mình. Thì nấu lá sen như thế nào đây? Có hai cách để bạn nấu vậy nhé. Một là chúng ta sử dụng lá sen tươi, còn thứ hai là bạn sử dụng lá sen khô. Lá sen nào bạn cũng phải đem đi rửa sạch rồi sắc nhỏ ra hết các bạn nhé, để cho cái dược chất nó nhanh ra hơn. Nếu như bạn dùng cái lá sen tươi á, thì bạn dùng 100g lá sen tươi sắc nhỏ ra. Còn nếu như lá sen khô thì bạn dùng 50g lá sen khô. Thì chúng ta sẽ nấu cùng với 1 lít nước các bạn nhé, và sẽ uống trong 1 ngày. Chứ chúng ta không có để qua đêm. Nếu như bạn để qua đêm thì bỏ đi các bạn nhé. Thì đó là hướng dẫn cho các bạn cách nấu đó. Không nên nấu quá nhiều, không uống thay nước lọc các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ 3. Đó chính là uống nước lá sen như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Bạn biết được công dụng rồi, bạn biết cách nấu rồi, thì bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho bạn cách uống đây. Bởi vì nếu như bạn uống không đúng cách thì nó cũng không mang đến cái hiệu quả như bạn mong muốn được các bạn nhé. Thì khi mà chúng ta đã nấu được nước lá sen rồi đó, thì bây giờ chúng ta sẽ uống vào thời điểm nào là tốt nhất đây? Thời điểm tốt nhất đó chính là trước bữa ăn 30 phút các bạn nhé. Uống khi bụng đói đó thì nó sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Nó không ảnh hưởng đến dạ dày của các bạn đâu. Nhớ là uống trước ăn 30 phút. Nếu cho bạn lỡ ăn rồi thì sao? Thì chúng ta sẽ uống sau bữa ăn 30 phút hoặc là 1 giờ các bạn nhé. Thì bạn chọn cái cách nào để bạn uống thuận tiện nhất thôi. Tuyệt đối không uống thay nước lọc, hãy nhớ giúp Trang. Bất kỳ các loại dược liệu nào cũng vậy, không nấu để uống thay nước lọc các bạn nhé. Bởi vì nó sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Mọi người cứ nghĩ rằng, nó tốt nè, nấu uống thay nước lọc đi thì nó sẽ mang đến cái hiệu quả tích cực hơn. Thì sẽ không có điều đó, uống càng nhiều nó càng hại cho sức khỏe của các bạn. Sử dụng đúng, đủ và vừa thì nó sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Như vậy là bạn đã biết được cách sử dụng rồi ha. Và đối với những người bình thường thì một tuần bạn chỉ uống từ 3 đến 4 lần thôi, có nghĩa là cách ngày chúng ta sử dụng một lần. Và nhớ là đây không phải là thuốc, không thay thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần cuối cùng, phần thứ tư cực kỳ quan trọng, đó chính là những ai thì không nên sử dụng nước lá sen khô. Những người sau đây thì không nên sử dụng nước lá sen, kể cả lá sen tươi, lá sen khô luôn các bạn nhé. Các bạn cần lưu ý nha. Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, hoặc là những người đang hành kinh thì không sử dụng. Nếu cho bạn muốn sử dụng lá sen để giảm cân thì bạn không uống cùng với các thực phẩm giảm cân khác trên thị trường các bạn nhé. Chúng ta không có kết hợp. Những người thường xuyên gặp vấn đề về tay chân lạnh, bụng lạnh hoặc là bụng yếu đó, nếu như bạn uống nước lá sen thì nó sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của các bạn, nó làm cho tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Những người có cơ địa hèn, nếu như bạn sử dụng nước lá sen thì sẽ làm cho bạn bị mất ngủ, tim đập nhanh, lo âu, hồi hộp. Và nếu như bạn cứ nói rằng ngày hôm nay nó như thế này thì thôi cố gắng kiên trì sử dụng đi, người ta uống có lợi mà, mình uống thì nó cũng sẽ mang đến hiệu quả tốt. Thì nếu như bạn kiên trì sử dụng như vậy thì lâu ngày nó sẽ dẫn đến suy giảm chức năng tình dục các bạn nhé. Cho nên là chúng ta cần lưu ý và cân nhắc. Thì ở đây sẵn Trang cũng chia sẻ luôn, có nhiều bạn hỏi Trang là tại sao uống những cái loại thực phẩm giảm cân, trà giảm cân trên thị trường đó lại bị mất ngủ, hồi hộp, tim nhanh, khó chịu. Thì nó có những cái chất, có thể là chứa những cái chất cấm các bạn nhé, bởi vì nó sẽ không tốt cho sức khỏe của các bạn, hoặc là trong đó có lá sen hoặc kèm thêm những cái hoạt chất mà chúng ta không biết được trong đó đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp của các bạn rất nhiều. Lá sen nó có tác dụng hạ huyết áp rất là mạnh, cho nên những ai có cơ địa huyết áp thấp hoặc là những người thường xuyên gặp vấn đề về huyết áp mà huyết áp của bạn bị giảm đó, thì chúng ta tuyệt đối không dùng để tránh nguy hiểm lên sức khỏe và tính mạng của các bạn nhé. Thì đó là một vài những lưu ý cần thiết thôi, và nhớ là không uống nước lá sen để qua đêm, mặc dù bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh thì cũng không nên uống như vậy, và tuyệt đối không uống thay nước lọc. Một lần nữa Trang muốn nhấn mạnh lại cho các bạn để cho mọi người sử dụng đúng và an toàn và tốt nhất cho sức khỏe của mình. Cái gì cũng vậy, mặc dù nó tốt cho sức khỏe của mình nhưng nó ở một cái liều lượng hợp lý và chúng ta dùng đúng cách và an toàn thì nó sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn. Và nhớ là nó không có giúp
cho bạn điều hòa giấc ngủ tốt như tâm sen, có nghĩa là tim sen đó. Nếu như bạn muốn hỗ trợ điều trị mất ngủ thì hãy dùng tim sen thì nó sẽ tốt hơn các bạn nhé. Và nhớ đây không phải là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh. Nếu như bạn muốn hỗ trợ và điều trị bệnh hay kết hợp thêm bất kỳ các loại dược liệu nào khác cùng với lá sen thì vui lòng tham khảo ý kiến của các lương y. Ở đây thì Trang chỉ hướng dẫn, tư vấn, chia sẻ những cái tác dụng đơn thuần từ một loại dược liệu mang đến cho mọi người thôi. Nếu như bạn thấy những kiến thức này thật sự có ích đối với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và các bạn có thể để lại một tim biểu tượng YouTube mới đó nếu như bạn yêu mến kênh của Trang hoặc là yêu mến, thích những cái kiến thức mà Trang chia sẻ. Và bạn có thể tìm kiếm Trang vào website chính thức nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.